Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai, sáu, từ 8 giờ sáng, 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ năm, 6 tháng Giêng năm 2022. Và thưa quý vị, ngày này cách đây đúng một năm, có thể nói là một ngày ô nhục của nước Mỹ. Khi mà hàng trăm người, nếu không muốn nói là hàng ngàn người đổ về Washington DC, và trong đó ít nhất là gần 1.000 người đã tấn công vào tòa nhà Quốc hội, cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước Hoa Kỳ. Và kết quả là 5 người thiệt mạng, hơn 140 người bị thương, 700 người bị bắt, và bây giờ ta đang truy lùng thêm 350 người nữa. Nhưng mà cái người xứng đáng bị bắt nhất và bị truy lùng nhất thì bây giờ vẫn còn trong ở ngoài vòng pháp luật. Đó là cựu Tổng thống Donald Trump, người đã xúi dục cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng mà người ta nói là đi vào lịch sử ô nhục của nước Mỹ. Ngày hôm nay theo dự trù thì cựu Tổng thống Donald Trump sẽ có một cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, nhà riêng của ông ở tại Florida. Nhưng ngày hôm qua ông đã hủy bỏ. Nhưng ngày hôm nay, Tổng thống Jordan và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có một bài diễn văn nói về cái ngày ô nhục này tại Rotunda, tòa nhà Quốc hội, nơi mà trong những ngày tới sẽ để thi hài của cố thượng nghị sĩ Harry Reid của tiểu bang Nevada, từng là trưởng khối đa số của Thượng viện. Đây cũng là cái nơi được coi là linh thiêng của nước Mỹ, và thường để thi hài của những người được coi là có công cho nước Mỹ. Nhưng ngày hôm nay, bà Kamala Harris và ông Jordan đứng ngay ở chỗ đó và có một bài diễn văn nói về chuyện này như thế nào. Xin ban kỹ thuật cho coi màn hình laptop của chúng tôi. Đây là cái hình ảnh mà bắt đầu chúng ta thấy là cái cuộc hình ảnh này là hình ảnh tiêu biểu của cái vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội, và nó đã được dùng là cái hình ảnh đầu tiên để mà các vị dân cử ở tại Hạ viện khi mà ra điều trần cái phiên đầu tiên để truất phế cựu Tổng thống Donald Trump, lúc đó vẫn còn đang là Tổng thống. Và bây giờ coi, quý vị coi cái hình ảnh mà bà Kamala Harris và ông Joe Biden ra đọc diễn văn như thế nào. To mount an attack on their own country, on their own capital. He's also going to say that Americans face a pretty stark choice between lies and the truth, and he's going to argue that political violence like this can happen again if people don't reject misinformation about elections and plenty of other things. Joe Biden, a member of the Democratic Party, will be making these points, but it's important to remember that in the aftermath of January 6th, Republicans, Mitch McConnell, Kevin McCarthy, Lindsey Graham, they also laid the blame on Donald Trump. That's right, but they have since backed off. They don't like to talk about President Trump's role. They realize the power that he still has over their party. And we are told that that Vice President Harris is going to begin speaking momentarily. So that's going to be in Statuary Hall, one of the many locations breached by protesters, and she has begun to speak, so let's listen in. Where they were and what they were doing when our democracy came under assault. Dates that occupy not only a place on our calendars, but a place in our collective memory. December 7th, 1941, September 11th, 2001, and January 6, 2021. On that day, I was not only vice president-elect, I was also a United States senator. And I was here at the Capitol that morning at a classified hearing with fellow members of the Senate Intelligence Committee. Vâng, thưa quý vị thấy đó, bà Kamala Harris bà kể lại ba cái sự kiện đáng nhớ của nước Mỹ. Năm 1941, khi mà Nhật tấn công trên châu Cảng. Năm 2001, khi mà các kẻ khủng bố tấn công nước Mỹ. Và năm 2021, khi chính những người dân Mỹ tấn công tòa nhà Quốc hội. Và bà nói rằng lúc đó bà là phó tổng thống đắc cử và vẫn còn là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và đang họp trong Ủy ban Tình báo của Thượng viện. Xin chào anh Mai Phi Long. Vâng, xin chào Đỗ Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Sáng ngày hôm nay phải nói rằng đây là một cái sự kiện lịch sử của đất nước Hoa Kỳ.
phải nói rằng là Hoa Kỳ bày ra trước mặt toàn thế giới sự mong manh của nền dân chủ khi mà rơi trong tay một thế lực, hay đôi khi không cần đến như thế, chỉ một cá nhân có thể làm hủy hoại luôn cả một cái đất nước mà nền tảng dân chủ đã đặt ngay từ đầu ngày lập quốc. Và sự kiện ngày hôm nay là cái sự kiện mà đánh dấu một cái giai đoạn, một cái thời điểm vô cùng quan trọng trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, và cho chúng ta thấy rằng là nền dân chủ coi vậy mà mong manh. Nếu mà người dân không có giữ thì thưa quý vị, nền dân chủ đó sẽ biến mất. Và những cái buổi tưởng niệm ngày hôm nay, thưa anh Đỗ Dũng, những gì mà bà chúng ta vừa nghe Phó Tổng thống Kamala Harris nói, một trong những cái sự kiện bà nói rằng trong ngày hôm đó diễn ra một cái hoạt động bình thường của sinh hoạt của nền dân chủ của nước Mỹ. Và những chuyện xảy ra sau đó là những điều mà người ta không bao giờ ngờ tới, thưa anh. Vâng, và trong bài diễn văn sáng ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden đã lên án mạnh mẽ những lời dối trá của cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù không có nêu tên ông, nhưng ông thường xuyên nhắc cái chữ former president. Và xin quý vị nghe cái bài diễn văn, một đoạn bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden sau đây. Xin mời. A leader whose life's work has been moving our nation toward that more perfect union. President Joe Biden. Madam Vice President, my fellow Americans, to state the obvious, 1 year ago today, in this sacred place, democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of the brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Vâng, thưa quý vị nghe đó, Tổng thống Joe Biden nói cách đây một năm tại cái chỗ linh thiêng này, chúng ta đã bị tấn công, nền dân chủ của Mỹ đã bị tấn công. Các cảnh sát viên của Quốc hội và cảnh sát viên của DC may mắn đã cứu cái nền dân chủ này. Và quý vị nghe tiếp sau đây. Our democracy held. We the people endured. We the people prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. Bà quý vị nghe đó, ông nói lần đầu tiên trong lịch sử một tổng thống bị thất cử, không chịu chuyển giao quyền hành mà kích động đám đông để mà nắm giữ quyền hành trong tay mình. Xin quý vị nghe tiếp sau đây một đoạn nữa. They failed. They failed. Nhưng mà họ đã thất bại hoàn toàn. On this day of remembrance, we must make sure that such attack never, never happens again. Chúng ta phải bảo đảm là cái chuyện này, tấn công này không bao giờ trở lại nữa. In the United States Capitol. This is where the House of Representatives met for 50 years in the decades leading up to the Civil War. This is on this floor. It's where young congressman from Illinois, Abraham Lincoln, sat at desk 191. Above him, above us, over that door leading into the rotunda, is a sculpture depicting Cleo, the muse of history. In her hands, an open book in which she records the events taking place in this chamber below. Cleo stood watch over this hall 1 year ago today, as she has for more than 200 years. She recorded what took place, the real history, the real facts, the real truth. The facts and the truth that Vice President Harris just shared
and that you and I and the whole world saw with our own eyes. The Bible tells us that we shall know the truth, and the truth shall make us free. Vâng, quý vị thấy đó, ông Biden cũng nói là tất cả gì xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng năm 2004, tất cả chúng ta và cả thế giới nhìn bằng con mắt thật, chỉ có sự thật. Và ông dẫn một cái lời trong Thánh Kinh, chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Và trong bài diễn văn ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden đã lên án cựu Tổng thống Donald Trump là đã thua bầu cử, tung ra một mạng dối trá ở web offline, giống như mạng nhện đó thưa quý vị. Nhưng mà ông đã bị thất bại. Đó là những cái gì mà Tổng thống Joe Biden nói ngày hôm nay. Bài diễn văn dài khoảng 40 phút, chúng tôi không muốn để cho quý vị nghe, nó mất thì giờ. Nhưng mà chúng tôi sẽ phân tích cái chuyện này và kể lại cái chuyện này trong ngày hôm nay, thưa anh Long. Trong những gì mà Tổng thống Joe Biden nói, ông có nói cái câu như thế này. Thứ nhất, chú vị cũng có nghe, là cựu Tổng thống, ông không chấp nhận được cái sự thất bại của ông. Để rồi ông đưa ra, ông kêu gọi một cái chuyện đưa đến một cái tình cảnh là bạo loạn như thế. Thì ông Biden nói rằng là quý vị không thể nào mà nói rằng là quý vị yêu đất nước này chỉ khi nào quý vị thắng cử. Quý vị không thể nào mà là một người biết tôn trọng luật pháp khi cái luật pháp đó nó thuận tiện và phục vụ cho quý vị. Và quý vị không thể nào nói rằng là quý vị là một người yêu nước chỉ khi nào, khi mà quý vị cứ tiếp tục nói những cái lời nói dối. Và Tổng thống Joe Biden nói là ông Donald Trump đã kề cầm dao, kề cổ cái nền dân chủ của nước Mỹ. Thưa anh. Vâng. Xin quý vị đừng rời màn hình SPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.